Thưa quý khán giả, sáng nay 18 tháng 1, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, có buổi tiếp đoàn đại biểu Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đến thăm và chúc Tết. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Tấn Đạt đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo thành phố nhân dịp năm mới, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến sự quan tâm lãnh đạo của đảng, sự hợp tác, hướng dẫn của các ngành liên quan đã giúp bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt các hoạt động đạo sự, tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thay mặt thường trực thành quỹ, ông Phạm Văn Hiểu cảm ơn những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp của đoàn đại biểu Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và thông tin đến đoàn tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời khẳng định để đạt được những kết quả trên có sự chung tay của các chức sắc chức việc và bà con tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhất là trong công tác an sinh xã hội và mong rằng trong thời gian tới giáo hội và tất cả bà con tín đồ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giáo lý của giáo hội.